Mới hơn 6 giờ sáng, mọi thứ đâu vào đấy. Nhân viên trong quán cà phê làm việc chăm chỉ hơn mức bình thường và cách làm việc cũng không giống như những quán cà phê khác. Quầy pha chế là thế giới không âm thanh, mọi trao đổi chỉ bằng ngôn ngữ cử chỉ. Các em là người khiếm thính. Còn chiếc bàn mà Tâm đang ngồi là nơi để khách gọi thức uống. Tâm mắc chứng tự kỷ, nhưng tính toán thì nhanh đến mức ai cũng bất ngờ. Khách đến quán cà phê gặp chỉ một lần là Tâm đã nhớ tên. Cũng như Tâm, các em học sinh ở Trung tâm Phục hồi chức năng giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh Khánh Hòa đều háo hức với công việc trong quán cà phê này. Quán được mở ra từ đầu năm nay với mong muốn nơi đây là cầu nối giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với cộng đồng. Mọi người lan tỏa cho các bạn học sinh ở đây và các bạn học sinh đây cũng lan tỏa được cái thương của các bạn cho mọi người. Thì thật sự các bạn trẻ, những người lớn tuổi, những người bạn thân thương họ đến rất là đông và đặc biệt là các phụ huynh họ cũng đến, họ lan tỏa cái thương rồi. Thương là tên của quán cà phê. Bằng tình thương, nhiều người đã giúp các em quen dần với những công việc mà trước đây không ai ngờ các em sẽ làm tốt như vậy. Xúc động lắm, mình cũng nhớ tên các em mà mình không nghĩ là với khách khứa nhiều mà các em đã nhớ tên mình. Rất là lạ và rất ngạc nhiên. Ở nơi này, thực khách nhận được nhiều nhất là tình cảm ấm áp từ những nhân viên trong quán. Dẫu tình cảm ấy không nói bằng lời, hoặc có nói ra thì cũng bằng ngôn ngữ không dễ hiểu. Trời không lấy của ai tất cả hết, thì các em vẫn có thể làm được những việc như người bình thường. Và trong tâm hồn của các em vẫn rất là sáng, cho nên con nghĩ là không có điều gì tuyệt vời hơn. Gần đến cuối giờ sáng, quán cà phê đặc biệt này vẫn còn đông khách. Nhiều người dù bận rộn vẫn nấn ná ở lại nơi này để được nhìn nụ cười của những em khiếm thính, nghe những lời trò chuyện của những trẻ tự kỷ. Cứ thế, ngày mới bắt đầu từ quán cà phê yêu thương, luôn đong đầy yêu thương và niềm tin sẽ không còn rào cản để trẻ khuyết tật bước vào đời.